Hello mọi người, quay trở lại với kênh Long Garden nha mọi người. Lắm rồi mình mới lại quay lại video. Mọi người nhìn cái bụi dâu mà mình trồng ở trước mùa đông và sau mùa đông. Cái này là khoảng tầm tháng 1 thì các bạn nhìn này, hoa này. Đó, hoa có quả này các bạn này. Tại mình không thích khe nó nhiều nên là quả nó không được tốt. Này những cái chùm bông các bạn nhìn này, nhưng mà cái này nó bị đọt hết bông rồi. Quá các bạn ơi. Wow. Bụi dâu rất là tốt luôn mọi người ạ. Đây mình trồng có khoảng tầm 4-5 cây thôi. Này, đấy nó lan ra này. Đó các bạn thấy không? Nó lan ra đấy. Này dâu này. Đó. Bụi dâu nhà mình rất là tốt luôn mọi người ạ. Sau một cái mùa đông là y như rằng. Cây này nó chỉ thích hợp trong cái khí hậu lạnh thôi. Giống này là giống Đà Lạt nên là nó không có chịu được nóng nha. Nên là vào mùa hè thường nó sẽ bại. Thường mùa đông nó sẽ tốt hơn. Đó. Mọi người nhìn quả này. Wow. Thích nhờ. Những cái chùm hoa đó các bạn nhìn này. Đó, sai bông chưa? Cứ lên từng chùm thôi. Trước mình có trồng một cái giống dâu nhưng mà nó chỉ lên từng quả đấy. Này nó lên rất là nhiều bông, nhiều hoa này, nhiều chùm. Trông rất là thích mắt luôn. Hiện mình cũng có đăng, mình để là số điện thoại Zalo ở với phần mô tả đấy. Các bạn nào có quan tâm đến ngó dâu thì inbox cho mình nhé. Mình có ươm ngó dâu ở dưới vườn. Bạn nào có nhu cầu mua thì cứ inbox Zalo để mình nhờ gửi cho. Đó, rất là tốt luôn. Giống dâu Đà Lạt. Ăn rất là ngọt luôn mọi người ạ. Đó, nhìn quả này. Thích chưa? Thôi, mình xin dừng video tại đây nha. Các bạn nào có quan tâm về ngó dâu thì inbox Zalo cho mình nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.